À, chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn pointer to pointer. Mình dùng cái ngôn ngữ C nha các bạn. Thay vì C++ thì mình sẽ dùng trong ngôn ngữ C. Còn nó làm sao? Thì theo mình á, thì cái pointer to pointer đó là cái nó thật sự là rất khó. Và nói đúng ra thì nó cũng không khó, nhưng mà nó làm rắc rối lắm. Giống như là mình ví dụ như mà mình có làm bài tập hay là kiểm tra hay thi gì đó, mình dễ bị nhầm lẫn lắm, rất là dễ bị sai. Chứ không phải nó khó gì. Nhưng mà giống như cái ngôn ngữ C này á, từ từ mấy cái ngôn ngữ mới á, nó viết ra mấy cái thư viện này nọ đó, là nó làm cho mình dễ dàng rất là nhiều. Chứ không thôi mình dùng cứ pointer to pointer là mình tiêu tiêu bởi vì mình lộn. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nghe các bạn. Rồi thì cái pointer to pointer nó có nghĩa là cái gì? Thì các bạn nhìn ở trên cái hình ở đây nè, pointer là nó chỉ địa chỉ. Khi mà mình nói tới con trỏ là mình nói là nó là một cái địa chỉ. Rồi nó chỉ tới cái pointer nữa, cái pointer nó cũng là một cái địa chỉ, phải không? Rồi cái lúc đầu á, là giống như là mình học cái pointer chỉ vô một cái biến nào đó, tức là cái variable nào đó đó. Thì tức là mình cứ tưởng tượng mình giữ cái địa chỉ của cái một cái căn nhà nào đó, đúng không? Đó, thì bây giờ cái ông phát thư đó, mình cứ hãy suy nghĩ như vậy. Cái ông phát thư, ông giữ địa chỉ của một cái căn nhà, đúng không? Là cái đó là một cái con trỏ, nó chỉ tới một một cái biến. Đó, rồi bây giờ nó thêm một 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 cái con trỏ nữa. Thì mình hãy tưởng tượng giống như là một cái ông sếp của cái ông phát thư vậy đó. Ông sếp của ông phát thư đó thì giữ cái địa chỉ của cái ông phát thư, phải không? Rồi còn cái ông phát thư đó thì giữ cái địa chỉ của cái căn nhà mình. Đó, nó đi hai tầng như vậy đó các bạn. Thì nó có thể pointer to pointer to pointer rồi này nó làm hoài, giống như là một cái dây chuyền, giống như là kiểu cái dạng của đoàn xe lửa vậy đó các bạn. Okay. Thì cái tưởng tượng cái lý thuyết là nó là như vậy. Cái thằng này giữ địa chỉ của thằng kia giữ địa chỉ của thằng kia, thì cái thằng cuối cùng giữ cái địa chỉ mà trong đó là cái căn nhà thiệt, thì đó là một cái con trỏ lần đầu tiên là mình học là như vậy. Thì cái video này nó hướng dẫn các bạn là con trỏ, chỉ tới con trỏ thì là giống như là không biết tiếng Việt mình gọi là gì, không lẽ con trỏ đôi không biết nữa. Kệ nó là gì cũng cũng không cần 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 thiết lắm, mình chỉ hiểu cái khái niệm của nó. Rồi lúc đó khi các bạn học trong trường thì người ta gọi gì thì mình làm cái đó nha. Rồi thì giờ mình viết code thử coi nó làm sao nha các bạn. Thí dụ mình có một cái số integer nè, ví dụ mình có một số integer x đi, x bằng 100 đi, mình nói thí dụ như vậy. Bây giờ mình in ra, mình có xuống đây, mình in ra mình nói cái giá trị là x sẽ bằng. Ok, thì mình phải ở đây x ngay chỗ này mình để là phần trăm cái con số, đúng không? Đó, thì chương trình của mình sẽ in ra số 100, đúng không? Thì bây giờ cái pointer mình sẽ nói là ok, cho tao một cái pointer p đó chỉ tới x đó. Ok, thì mình có thể nói bằng này luôn, chỉ tới địa chỉ đó, địa chỉ của căn nhà của x đó, nó kiểu nó là như vậy. Ok, rồi bây giờ mình in cũng in ra luôn. Bây giờ đó mình nói cái p của x là tức là cái ông vector đó các bạn. Ok, cái ông vector nó cái này mình phải x lớn đó. Thì cái này đó là cái địa chỉ, đúng không? Còn mình nói nội dung của cái ông phát thơ nó là cái gì? Thì giờ cái nội dung á, tức là mình thêm một cái dấu dấu ngôi sao, thì là mình lấy là nội dung là cái này nè. Đó. Thì nội dung ngay cái địa chỉ đó, tức là chẳng qua nó là x thôi các bạn, đúng không? Đó. À, các bạn thấy nó rắc rối không? Ngay chỗ này địa chỉ thì mình để x, chỗ này nội dung. Ok, bây giờ mình compile thử coi mình chạy cái nó ra làm sao nha các bạn. Ok. Rồi mình chạy thì các bạn thấy Hello World, cái này mình làm nhỏ lại chút xíu. Cái hai là ví dụ như 20 thôi đi. Đó thì các bạn nhìn nè, nhìn cái này là để phan nè, để mình chỉnh lại cho cái này nó nhỏ chút 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 xíu. Thay vì 100 mình cho 70 đi.
Đó, thì cái số X này mà các bạn thấy nó là giá trị 10 không? Thì cái địa chỉ trên memory đó, tức là trên cái vùng nhớ đó, khi mà mình chạy, mỗi lần mình chạy, mỗi máy nó ra khác nhau, tức là cái memory của các bạn này, nó cho cái địa chỉ ngay tại cái vị trí là B5 F870 không? Còn cái nội dung ngay cái chỗ cái ô memory đó nó là một số 100 không? Là cái bài trước mình đã học là như vậy, là con trỏ, về con trỏ. Ở hôm nay mình sẽ dùng cái con trỏ, chỉ tới con trỏ. Ok. Rồi. Thì con trỏ, chỉ tới con trỏ nó là sao? Thí dụ như đã mình nghe nói con trỏ là một cái rồi, thì con trỏ chỉ tới con trỏ nó sẽ là hai cái. Thì bây giờ mình cho hai cái pi đi. Đó, thấy không? Hai cái pi này thì cái bằng cái gì? Thì giống như là cái ông này là cái ông sếp của cái ông Phát Thư nè các bạn, thấy không? Thì khi mà ông nó chỉ thì địa chỉ của ông Phát Thư, khi mà chỉ địa chỉ tức là cái dấu và này, thấy không? Là ampersand. Thì cái ông Phát Thư là gì? Cái ông Phát Thư là cái này. Đó, đúng không? Yes, đó. Rồi bây giờ đó, bây giờ bắt đầu mình in ra nè. Bây giờ mình in ra là cái ông sếp của ông Bác Thư. Thôi, để mình nói đi. Mình nói như vậy đi. Phát Thư. Đó, như vậy đi. Ha. Cho nó nói là sếp Phát Thư. Đó, mình chơi luôn như vậy đi. Cho mình tưởng tượng cho nó dễ nha các bạn. Ok, đây cái ông Phát Thư, ông có cái địa chỉ là này, còn cái nội dung của cái ông Phát Thư đó là ông chỉ tới đâu đó, đó rồi, nhìn xuống hàng đi, rồi bây giờ mình nói sếp của ông Phát Thư nè, sếp của ông Phát Thư, rồi khi mình nói cái này sếp ông Phát Thư này không đó, thì mình nói chữ X ra, rồi bây giờ nội dung của tức là một nội dung của một của ông Phát Thư là mình nói sếp của ông Phát Thư nội dung đó, nó giống như trường hợp bên kia bình thường thôi, không? Bởi vì cái này là cũng là giống như là nó chứa cái địa chỉ thì là cái percent x. Ok, mình chạy lại coi sao nghe các bạn. Ok, bây giờ nè, bắt đầu mình phân tích nè. Thì ba cái dòng trên này mình mới phân tích rồi. Ông Phát Thư nó không có cái địa chỉ này, thì cái nội dung của ông Phát Thư không chỉ tới cái nhà chứa số 100, phải không? Còn sếp của ông Phát Thư sẽ có một cái địa chỉ mới, các bạn thấy khác cái địa chỉ này không? Thì đại khái cái địa chỉ gì đó kệ đó, không? Ông sếp của ông Quốc Thư ông ở cái phòng riêng của ông, nhưng mà ông chưa ông biết cái địa chỉ của ai, ông biết cái địa, nội dung mà nó là ông chỉ vô cái ông Phát Thư đúng không? Thì cái ông Phát Thư này ông có cái địa chỉ nè, các bạn thấy không? 53F854 nè, thì cái ông sếp Phát Thư đó là ông chỉ ngay chân cái ông Phát Thư đó là 53F854, các bạn thấy không? Đó, ok, rồi. Hơi lùng bùng lỗ tai rồi đúng không? Rồi, ok. Rồi bây giờ đó đặt câu hỏi nữa. Bây giờ đặt câu hỏi nữa đó là mình thêm hai tầng vô đi. Tức là bây giờ mình sẽ đọc như vậy nè. Sếp của ông Phát Thư chỉ một cái tới ông Phát Thư nè. Nội dung của ông Phát Thư là gì? Thì hai cái này nó là nội dung của ông Phát Thư. Nội dung của ông Phát Thư á, thì nó là một cái địa chỉ tới cái căn nhà của chúng ta. Tức là căn nhà cái X đó các bạn. Ok. Đây, thì x đó là giá trị là đi thôi. Ok, thì cái này á, chỉ hai lần á, thì nó sẽ quay lại cái số 100 là cái số x của mình. Ok, rồi bây giờ mình chạy lại ha, mình chạy lại đó, thì các bạn thấy không, ba cái hàng này không tức là nè, cái ông Phát Thư nè, ông đang ở địa chỉ nhà của ông nè, không, ông đang chứa cái khách là ông chỉ vô cái khách 100 nè. Sếp của ông Phát Thư thì chỉ tới ngay cái chỗ địa chỉ của cái ông Phát Thư nè. Đó, thấy không? Thì nội dung của ông sếp Phát Thư đó tức là no, cái này ông sếp Phát Thư nè nè. Xin lỗi, mình nói nó hơi bị ngược. Bắt đầu mình nói lại nha. À. Sếp của ông Phát Thư, ông có một cái địa chỉ riêng, căn phòng riêng của ông, đó, không? Nhưng mà nội dung của ông là chỉ tới cái địa chỉ của cái ông Phát Thư, tức là cái này, không? Còn nếu mà nó đã hai lần nữa, tức là ông sếp Phát Thư rồi đi xuống một bậc là ông Phát Thư, rồi đi xuống một bậc là X, thì nó giữ giá trị là 100. Đó, các bạn thấy không? Đó, ok, nó rắc rối không? Thì cái này á, thật sự á, người ta học cái này để làm cái gì? Thì giống như là hồi xưa đó, cái tại vì cái này là ngôn ngữ cũ mà các bạn, nó chưa có cái gì mới, ngôn ngữ mới hơn, thì hồi xưa nó
nó phải giống như là các bạn phải quản lý cái bộ nhớ nó ghê gớm lắm. Nó chỉ tới chỉ lui, mình chỉ chật cái nó sai tùm lum là không, giống như cái ô caro vậy đó. Mình chỉ tới cái hàng mấy cột mấy mình chỉ không đúng là như nó sai không, thì cái cho nên tại sao mà cái ngôn ngữ C này nó khó cho những người mới bắt đầu là nó là như vậy đó các bạn. Ok, thì người ta dùng, mà người ta viết cái mảng 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều với đại khái, thì người ta dùng mấy cái pointer này, nó pointer to pointer to pointer rồi này nọ đó, thì nó mới chỉ cái địa chỉ. Nó cứ thằng A chỉ thằng B, chỉ thằng C, chỉ thằng D gì đó các bạn, thì nó tính ra đúng cái địa chỉ. Rồi mỗi cái ô đó là một cái ô trên bàn cờ đó. Ok, thì đại khái nó là như vậy. À, rồi bây giờ đó, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ một cái website này, nó có cái code này để hiểu rõ thêm về cái con trỏ tới có con trỏ, tức là con trỏ kép hay con trỏ đôi gì đó. Thì cái này các bạn hiểu rất là rõ thì các bạn làm bài kiểm tra nó cũng không có quá là khó. Nó như mình nói ban đầu của video, nó khó tức là nó rất là dễ bị lộn thôi. Ok, thì bây giờ đó, ok, có cái code này ha, là mình để mình chép vô rồi coi coi làm sao nha. Mình copy nè. Ok, rồi bây giờ cái này của mình, ví dụ cái này, và các bạn đóng lại hết đi ha, đóng lại hết rồi. Rồi mình chơi cái này, cái code của nó ha. À, ok, thì để mình hướng dẫn cho các bạn, ví dụ như bỏ cái này đi, ok, cứ để đi. Rồi mình in ra, mình in ra cái size of integer bằng d, mình phải size of integer. Ok, thì cái này nó là cái gì, là tức là một cái integer của mình đó, nó có cái kích thước là bao nhiêu, phải không? Ví dụ như cái đời đời cũ, máy đời cũ á, thì cái integer, một cái số nguyên đó các bạn, thì nó có kích thước là 2 byte. 2 byte tức là một byte là 8 bit, 2 byte 16 bit. Còn cái kích thước của cái integer giống như cái máy 64 bit mình đó, thì mình có cái integer của mình là 4 byte. Ví dụ giờ mình in ra nó cái này, cái kích thước của cái integer nè, nó sẽ là 4 rồi, thấy không? Là thấy không? Tức là mỗi cái mỗi mỗi lần mà mình sinh một số integer thì nó cho mình 4 byte trên bộ nhớ. Ok, đó, đại khái mình hiểu nó là như vậy. Ok, rồi cái này là nó rất là rắc rối luôn. Ok, và bây giờ viết code ở đây ha. Và bây giờ mình mở nó lên coi coi, kéo này xuống đi, để coi coi. À, mình sẽ dựa vào cái hình này để mình giải thích nè nha các bạn. Các bạn nhìn cho nó kỹ nha. Thí dụ như mình cái hàng hàng thứ nhất nè, để cầm bấm cái này đi. Cái hàng thứ nhất mình định nghĩa một cái mảng nó có 10 phần tử. Thí dụ 1 2 3 4 5 6. Đại khái nó còn còn thêm nữa. Nhưng mà nếu mà mình không có nói số 10 thì tự động nó cho mình 1 2 3 4 5 6 chỗ ha. Đại khái là 6 ô tàu. Thì mỗi ô tàu nó gán là, ví dụ như số 100, 206, 309, 509, 601. Đó, ok. Thì đại khái khi mà mình định nghĩa, mình khai báo cái một cái mảng, thì trên memory nó sẽ cho mình, ví dụ như cái địa chỉ đầu tiên là số 200, mình nói thí dụ vậy. Thì cái địa chỉ cái ô thứ hai nó là 202. Bởi vì trong trong cái máy của người ta đó là một cái số integer nó chỉ có 2 byte thôi, cho nên cái ô tàu thứ nhất nó chiếm 2 byte, cái ô tàu thứ hai nó sẽ nằm 202, nằm 204. Nhưng mà cái computer của mình á, mỗi cái ô tàu nó chiếm tới 4 byte lận. Nhưng mà kệ nó, thì các bạn cứ 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 hãy tưởng tượng mỗi cái ô tàu là một số integer, thì tùy theo máy nó 2 byte hay 4 byte, kệ nó. Ok, đại khái nó 2 byte là nó như vậy. Rồi thì cái p nó, cái pointer từ p là nó cũng là một cái array luôn. Một array luôn, thì một cái ô tàu thứ nhất nó chỉ vào cái thằng ô tàu của cái thằng A đó, thấy không? Rồi cái ô thứ hai nó chỉ vào cái toa tàu thứ hai, tương tự nó chỉ vào ô thứ ba chỉ vào toa tàu thứ ba, đại khái như vậy. Thì nói chung, nhìn chung là mình định nghĩa một cái ô tàu tên là A, trong đó có những cái toa tàu nó có giá trị. Rồi mình định nghĩa cái thứ hai nữa là một cái con trỏ
nó cũng là một cái mảng, nhưng mà mỗi cái toa tàu của nó chứa cái địa chỉ của cái toa tàu của cái thằng A, giống như là mình có thể tưởng tượng cái B, chứ B này là cái ông phát thơ vậy đó. Đó, giống như này mình nói, ok, các bạn hiểu chưa? Rồi, rồi bây giờ đó, nó có một ông sếp, bây giờ có ông sếp là BB là một ông sếp, và cái ông sếp đó đó, ông sẽ giữ cái địa chỉ của cái thằng cha phát thư, tức là cái tòa tàu đầu tiên. Đó, thì các bạn thấy số cái địa chỉ này nó số 300 đúng không? Thì cái ông sếp ông sẽ giữ số 300. Đó, giống như nãy mình giải thích đó, ông sếp rồi xong tới ông phát thư mới tới mình. Đó, ok. Rồi, cái đó là định nghĩa sự thật nó là như vậy. Rồi, bây giờ đó các bạn hãy tưởng tượng nè. Bây giờ đó cái hàng thứ 4 nè là PP cộng cộng nè. PP cộng cộng. Bây giờ đó cái chương trình của mình đó là ông sếp ông giữ số 300 chứ gì. Mình nói cộng cộng lên. Ok, thì nó sẽ ra là 301. Đúng không? Đúng không? Thì thật sự mình nói một tức là một cái integer đó các bạn. Nhưng mà kệ nó, mình cứ hãy tưởng tượng nó là 301 đi. Rồi mình rồi bắt đầu cái mình tính tiếp. À, bây giờ nè, cái hàng thứ năm nè, các bạn thấy á, là PP trừ cho P, tức là cái ông sếp. Bây giờ mình coi, mình hãy tưởng tượng cái ông sếp, mình nghĩ nghĩ những đọc ở trong cái ô này thì nó sẽ thấy số 300 mà mình đã cộng cộng rồi, tức là 301. Mình trừ cái thằng P, thì cái thằng P này cái địa chỉ của nó là bao nhiêu, cái nội dung ở đâu rồi nè, em mình kéo lên chút xíu nha. À, cái nội dung của cái thằng có cái thằng thằng P này, à cái thằng P nó là cái địa chỉ của nó chứ không phải là cái nội dung. Cái nội dung nó mới chứa 200 mà địa chỉ của nó là số 300 nè, các bạn thấy không? Thì dĩ nhiên PP là 301 trừ cho 300 nó sẽ là ra là số 1 ngay chỗ này. Ok. Đại khái như vậy. Ok. Rồi, cái thứ hai nữa là các bạn sẽ đọc là ông sếp nè. Nội dung của ông sếp là cái gì? Đó, thì bây giờ đó mình hãy coi nội dung của cái ông sếp nó sẽ là, ok, để mình chạy cái code cái đi. À, thôi để mình nói hết một cái hàng thứ năm đi rồi bắt đầu mình vô code mình coi nha các bạn. À, bây giờ đó mình phân tích lại nè. Cái nội ngay chỗ này nè, cái ngôi sao PP, PP là ông sếp. Ông sếp hồi nãy nó giữ 300 300 và 301 đúng không? Đại khái vậy, tức là 302 á. Mình nói 301 nhưng mà mình cái một cái đơn vị của nó là 2 byte, tức là một số integer đó. Ok. Thì cái nội dung của đó tức là ngay tại cái đầu mất rồi. Tức là cái giống như là cái ông sếp này ông giữ cái số này số mấy, tức là số số 302 là ngay cái địa chỉ trên 302 nè. Không? Đó, thì các bạn thấy cái nội dung của 302 nó là gì? Các bạn sẽ thấy số là số 202 đúng không? Đây nè, 202 nè. Đó. Thì tại vì mình nói 301 á, tức là một là một ô các bạn. Ok, một ô của mình nó là trong trường hợp này là 2 byte, còn một ô ở trong cái máy mới là 4 byte. À, chút xíu mình coi coi nó làm sao. Ok. Thì cái ngôi sao PP, ngôi sao PP đó nó sẽ giữ cái số 202 đúng không? Rồi bây giờ mình tính cái chữ A. A đó khi mà mình viết không như vậy tức là địa chỉ, thì cái địa chỉ của A là số 200 đúng không? Thì mình lấy 202 trừ cho 200 mình sẽ ra là số ra số 2 đúng không? À, thì khi mà nó ra số 2 đó tức là các bạn biết nó ra số 2 thì cái hai đó tức là một cái đơn vị của integer đó, thì mình chia bớt cho hai nữa thì nó ra là một. Ngay chỗ này nó in ra là số 1 luôn các bạn. Ok. Rồi, cái thứ ba nữa, cái trường hợp thứ ba nữa là PP là mình biết là ông sếp nè, thì cái nội dung của P không là mình biết 202 nè, đúng không? Bây giờ cái nội dung của ô 202 là gì? Thì các bạn nội dung của ô 202 là các bạn thấy 206 không? Đúng không? Thì nó sẽ in ra cái dòng thứ năm là 1 1206. Ok. Rồi, để mình giải thích lại cái PP trừ P nha. À, khi cái PP cái hàng thứ 4 nè, PP cộng cộng
Tức là thay vì 300 á, nó cộng 1, tức là cộng 1 đơn vị integer các bạn. Thì tức là nó là ra 302 chứ không phải là 301, đại khái như vậy nha. Rồi cái chữ P của mình là đang giữ ngay cái địa chỉ số 300. Thì 302 trừ cho 300 thì nó ra là 2. Nhưng mà bởi vì 2 á, như mình nói là một số integer á, nó là 2 byte cho nên mình chia cho 2 nó ra là nó là 1. Cho nên tại sao mà các bạn thấy 11206. Ok, rồi, mình thử cái chương trình mình coi sao. Bây giờ các bạn bôi hết, các bạn để cái bôi hết. Bây giờ nè, bây giờ mình bắt đầu mình chạy từng bước mình mới thấy nó rõ. Ok. Rồi, thì bây giờ các bạn để lên, các bạn thấy cái A này nó có cái địa chỉ là ví dụ như cái số cuối cùng của nó là giống như là FI98, thì mình tưởng tượng 98 đi. Ok. Thì cái B này nè, các bạn thấy trong cái ô nè. Trong 10 cái ô thì cái ô đầu tiên nó giữ số 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 E E98 đúng không? Đó, thấy không? Ở cái ô ok nó giữ số mấy? Ok nó giữ là C C9, tức là cái số này nè các bạn. Đó. Ok. Rồi tương tự cái P của mình á, nó cũng có cái địa chỉ riêng của nó, thì cái địa chỉ riêng của nó là các bạn thấy nè. FI78 là đúng không? Thì cái ông sếp của mình ổng sẽ giữ số FI số 78 đó, tức là ổng giữ số phát công bát thư là vậy. Ok, rồi bây giờ đó mình hãy để ý nè, mình thấy số FI98 đúng không? Bây giờ mình chạy qua cái dòng này, khi mà các bạn qua cái dòng này á thì các bạn thấy 98, bởi vì một byte của mình là 4 đúng không? 4 á, thì các bạn 98 phải 98 no 78 78 nè, Y78. Bây giờ 78 mình cộng 4 là nhiêu? Tức là mình cộng cho 4 bài á các bạn. 78 là ra là 82 phải không? Để coi lại coi. No. Y78. Mà khi nó cộng cộng cái nó ra là Y 9C. Để mình lấy dấu trừ, mình trừ ra coi sao nha. Immediate nè. Cho mình dấu hỏi ở đây, mình hỏi BB. Đó, đó là các bạn thấy BB nó là rồi. 7C. Ok, rồi cái mình hỏi là BB trừ cho P. Thì nó ra 1. Đó, mình cộng 1 nhưng mà nó tự động nó biết các bạn thấy không? Khi mà tự động nó biết, tức là mình cộng cộng nó thật sự mình cộng có 1 thôi, nhưng mà thật sự nó cộng ra nó cộng 4 bài, nó là một unit, đại khái là như vậy. Ok, thì các bạn để vô, các bạn thấy nó thấy hồi nãy như mình nói đó, mình lấy hai cái này mình trừ nhau nó ra 1 đúng không? Đó, thấy không, bài ra 1 đúng không? Còn bây giờ chữ P này như mình giải thích rồi, cái nội dung của nó sẽ chứa số 206 không, là nó chứa ngay chỗ này nè. Đó. Mình trừ cái A ban đầu của mình, cái A ban đầu của mình thì nó ra 1 đó, thấy không? Còn cái này á, thì cái này nó ra 206 các bạn. Thì khi mình chạy mình thấy 206 11206. Ok rồi, ok, để coi coi mình giải thích lại cho nó rõ lại nha. Rồi bây giờ mình giải thích tới cái hàng thứ sáu nha các bạn. Thì bây giờ đó các bạn tưởng tượng là cộng cộng nó, tức là nó đi thêm ôm ôm ô, chứ các bạn đừng có nghĩ là nó cộng ra cái số 1 ở trên memory nha. Mình nói đại khái vậy đi nha. Thì cái hàng thứ sáu, thì qua cái hàng thứ 4 đó các bạn, giống như cái thằng này, cái thằng ông sếp ông chỉ ngay cái toa tàu đầu tiên, bây giờ mình nói cộng cộng là ông sếp ông chỉ toa tàu kế bên đúng không? Thì bây giờ cái hàng thứ sáu thì cái ông sếp ông sẽ chỉ cái toa tàu kế bên nữa, là cái toa tàu thứ hai nè, thứ ba 012, tức là cái toa tàu thứ ba, tức là qua hàng thứ sáu là mình vậy. Còn hàng thứ bảy nè, nó sẽ in ra là PP là ông sếp, mình ghi bình thường gì là địa chỉ đó, ông sếp ông trừ cho cái ông phát thư thì là nhiêu. Thì dĩ nhiên á, làm tức là ông sếp ông cách cái ông P là nhiêu, dĩ nhiên là 2 rồi đúng không? Thì nãy mình cái hàng thứ 4 mình cộng 1, cái hàng thứ 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 6 mình cộng nữa thì nó ra 1 đúng không? Không, ra 2 chứ, ra 2. Ok. Rồi, bây giờ đó mình ở giữa là mình có cái nội dung của cái PP tới cái này đó, thì mình coi nó là gì nha.
Thì cái nội dung đó là mình đi xuống một 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 tầng, ví dụ như ông sếp nào ông đang giống như là cái nội dung của ổng là cái toa tàu thứ thứ ba, tức là cái nội dung của ổng chứa nó sẽ là số 204, đúng không? Thì 204 nó trừ cho địa chỉ của A, A nó là địa chỉ 200, thì 204 trừ cho A nó là 4, đúng không? 4 tức là bằng hai cái số integer nó, thì mình phải chia 2 nữa, thì nó 4 chia 2 nó ra là 2, thì cái hàng thứ 7 nó sẽ in là 22. Ok. Rồi bây giờ mình coi cái này cho nó là gì nha. Ok. Thì bây giờ cái ông sếp ông chỉ cái toa tàu thứ ba đúng không là 204. Thì bây giờ ngay cái địa chỉ 204 nó là cái số gì? Tại vì mình phải thêm một cái số ngôi sao nữa đó các bạn. Thì ngay vị trí 204 là mình chứa số 300. Đó, thì mình sẽ in ra là 22 và 300. Ok. Rồi mình chạy thử. Các bạn sẽ thấy 22 300 đúng không? Đó. Ok. Rồi tương tự đó mình sẽ coi cái thằng hai cái thằng kế coi sao. Ok. Rồi, tức là hai thằng kế là hai thằng này nha. Rồi bây giờ đó qua dòng thứ 8. Bây giờ nó lấy cái nội dung của cái ông sếp, ông sếp là đang chỉ số 204 đúng không các bạn? Thì nó lấy nội dung đó nó cộng lên, tức là nó qua sẽ qua cái ok kế đó. Qua ok kế ác như vậy đó. Qua ok kế nó là 206 đúng không? Để coi coi mình coi coi 206. Đâu rồi, phải 206 không? Đúng rồi. Cái này mình không có dời được ha, cũng khó thấy ha. Để coi coi làm sao cho nó dễ vừa thấy ở trên vừa thấy ở dưới. Để mình suy nghĩ coi nha. Rồi để mình giải thích lại cái PP này. Thì hồi nãy nó chỉ tới cái toa tàu số 3, tức là nó chứa cái toa tàu đó nó chứa giá trị 204. Bây giờ người ta cộng cộng lên, tức là cộng cộng cho một cái integer đó nó sẽ bằng ngay cái ô tàu này nó sẽ bằng 206 nha các bạn. Thay vì mình lấy này 206 206 vậy đó. Ok. Tức nó không còn 204 nữa, tại mình cộng vô cái nội dung của cái toa tàu đó mà, thấy không? Ok, vậy thì cái số này mình trừ hai cái trừ nhau mình vẫn bằng giống như cái trên, tức là tại vì cái 300 này mình cộng hai lần, mình cộng hai lần mình trừ cho chính nó thì giống như nó cũng bằng là 2 đúng không? Rồi, bây giờ cái nội dung của cái thằng này nó chỉ số 30, nó chỉ có toa tàu thứ ba nè, đúng không? Thì nó chỉ thấy cái toa tàu thứ ba, nó trừ cái A, thì cái toa tàu thứ ba này các bạn sẽ thấy số nó không phải là số 204 nữa mà là 206. 206 mà mình trừ cho cái địa chỉ của A là 200 thì mình ra 6. 6 mình chia cho một cái integer là mình chia cho 2 đó thì mình được số 3. Thì cái này mình nên là số 3, không? Mình có 2 3. Rồi bây giờ cái nội dung cái này là bằng nhiêu? Rồi, thì bây giờ đó mà mình có rõ ràng là cái PP này mình phải phân tích từ từ. Nó chỉ ngay cái ô tàu thứ ba nè. Đó. Thì bây giờ một cái số star là cái nội dung của cái ô này, thì cái ô này nãy mình nói là số mấy? Số 206 đúng không? Rồi, bây giờ nó thêm một cái dấu dấu ngôi sao nữa, tức là cái ô 206 trên memory là mình coi là một ô này nè. 206, đó là nó chứa số 4 409 đúng không? Thì nó sẽ in ra là 23409. Ok. Rồi, thử coi. 23409 đó, các bạn thấy không? Đó, rồi bây giờ còn một cái cuối cùng nữa nha. Cuối cùng nữa, mình coi coi nó làm sao nha. Đợi cái ô cuối cùng nữa nè. Tức là like số 10 nè. Bây giờ các bạn hãy tưởng tượng. Bây giờ đó cái P này nó đang ở toa tàu thứ ba, đúng không? Bây giờ một cái đó một cái nội dung nó là cái số 206 đúng không? Mà cái nội dung một cái lần nữa của cái số 206 ngay cái ô 206 là số 409, giống như cái bài trên này là mình làm là y chang nè, đó thấy không? 409 mà mình cộng vô một đơn vị. Ủa, đâu rồi, đâu rồi. Cái đoạn này mình vẫn là số 2 nè, đúng không? Tại vì nó không có thay đổi. Ok, 409 là một đơn vị, không kéo lên được khó quá.
rồi 409. Thì bây giờ đó nó nói ok, cái ô 409 nó mình tăng lên 1, thì mình thấy 409 tăng lên 1 nó thôi là nó là 4410, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là tại sao 409 mình không cộng thêm một bay nữa là 411 đi mà mình ra 410. Thì á, cái giá trị thực của một cái con số thì nó cộng 1 là nó chỉ có cộng 1 thôi nha các bạn, thấy không? Còn khi nào á mà mình thấy nó nằm trong cái P này, cái P hay là cái PP này, nó là địa chỉ. Khi địa chỉ thì mình phải cộng một đơn vị của nó là một integer. Ok, một integer nó tùy 2 byte, 4 byte. Ok, cho nên nó rất là rắc rối là nó như vậy. Thì cái câu cái 11 mình sẽ thấy cái này nó không biến đổi, nó là số 2. Còn cái này á, cái này giống như trên này là nó không biến đổi luôn, thì nó là số 3, đúng không? Thì mình giải thích phía trên rồi. Thì còn cái ô này thì mình mới giải thích đó. Cái ô 409 nó tăng lên 1 là 10, thì mình ra 23410. Ok, rồi. Mình chạy cái 23410. Rồi. Ok. Rồi coi như là mình hoàn thành cái vụ mà con trỏ chỉ tới con trỏ hay là pointer to pointer. Ok, thì cái này á các bạn á nó sẽ rất là rắc rối. Thì bây giờ đó thầy cô sẽ có thể giống như cho bài kiểm tra, cho một cái giá trị như vậy, dĩ nhiên cho cái giá số khác, đúng không? Nhưng mà biểu cộng trừ nhân chia ngay chỗ này, rồi cái in ra những cái này, rồi nó cái người ta cho ra kết quả là cái gì đó, rồi mà mình không có máy tính, mình ngồi mình phải lấy cái tay hay là mình lấy cái viết, mình vẽ tới chỉ lui mà mình ra cái kết quả đúng như là máy nó chạy thì mình mới đúng, còn thôi là mình bị sai. Ok, thì nói tóm lại cái pointer to pointer này á, nó rất là rắc rối. Theo như mình đánh giá thì nó coi như là thuộc dạng khó, bởi vì nó rắc rối quá đi, cho nên người ta mới chế ra ngôn ngữ C++ hay là C# hay là Java hay gì đó. Người ta đã giống như là đã bao sân, tức là làm cho mình hết những cái chuyện này ở trong cái hậu trường rồi, mình không cần phải quá lo lắng. Cho nên cái tại sao mà lập trình càng về sau thì nó càng dễ hơn phía trước, tại vì mình không có cái lối, cái đầu mình suy nghĩ nó không có giống như vậy. Vậy giống như vậy máy nó chạy rất là nhanh, nhưng mà mình dạy thì các bạn thấy không, nó rất là chậm, bởi vì nó có thêm vài cái pointer nữa, nó dài chút xíu nữa là cái đầu óc mình nó bị lộn xộn, không, nó không có mà nó bị lộn thôi. Rồi, cái video cũng dài rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thì các bạn có thể coi lại cái video này, đi chậm chậm từ từ, đổi những con số biến hóa, rồi mình tập làm ở trong trên giấy mình viết ra. Thì khi mà các bạn làm ra ngon lành mà mình cái này thì ra nó dạy đại khái như vậy, thì các bạn sẽ tự tin khi mà mình đi vô lớp mình làm bài, thầy cô cho những cái loại bài này thì mình lấy điểm một cách ngon lành. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. Bye bye.